Bác sĩ ơi, bị sùi màu gà có điều trị khỏi hoàn toàn được không ạ? Mời bác sĩ giải đáp ạ. À, xin cảm ơn câu hỏi các bạn Tiến Linh. Sùi màu gà thì là nó do virus HPV gây nên, chủ yếu là type 6 và type 11. Virus thì hiện tại thì không có thuốc gì tiêu diệt được nó, và nó tồn tại ở trong cơ thể, trong cái vùng sinh dục đó mà bị bạn bị lây. Phương pháp điều trị là có 3 phương pháp như câu hỏi trước bác sĩ Thanh đã trả lời, là có thể dùng laser đốt giao điện hoặc là dùng dung dịch để ăn mòn. Thì cái bệnh này thì không điều trị được, cái này do nếu bạn sức đề kháng của bạn tốt thì là nó sẽ có thể là nó đào thải mầm bệnh như được và có thể không bị tái phát nữa. Rất nhiều trường hợp đến bên phụ sản Hà Nội để điều trị sùi màu gà thì có những trường hợp là các bạn chỉ cần đốt một lần là nó khỏi, nhưng tuy nhiên có những trường hợp đốt đến 3 4 lần thì nó mới hết, và cái đốt chỗ này thì xong nó lại tái phát nó mọc chỗ khác, nên là bác sĩ cũng không thể khẳng định được là có điều trị triệt để cho bạn được không, mà cái khi bạn có triệu chứng thì phải đến điều trị luôn từ khi mà nốt nó còn bé, chứ để nốt nó to lên nó mọc nhiều lên thì là điều trị nó sẽ khó hơn và nó lâu liền hơn ạ. Vậy thì thời gian ủ bệnh của sùi màu gà là bao nhiêu lâu ạ? Thời gian bệnh sùi màu gà thì nó lại tùy vào từng cá thể một, đó là nó tùy thuộc vào sức đề kháng của từng người. Có những người thì 1 tháng là bị lây nhiễm là nó có thể mọc rồi, nhưng có người thậm chí là 8 9 tháng sau nó mới phát bệnh. Nên là khi có nốt ruồi các bạn hỏi là em bị mắc từ bao giờ thì các bác sĩ cũng không thể biết chính xác được thời điểm mình bị lây từ bao giờ, bởi vì cái thời gian ủ bệnh của từng người nó là khác nhau, nó tùy vào sức đề kháng. Thậm chí những người mắc nhưng mà sức đề kháng tốt thì nó lại cũng vẫn không thể phát bệnh ra ngoài ạ.